Em xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Bến Tre ngày nay. Chiều hôm nay thì em đang ở đây là xã Thượng Điền, huyện Dòng Trôm của tỉnh Bến Tre ha. Hai vợ chồng em thì hôm nay tụi em đi ở dưới Sơn Đốc đó, thì sẵn em cũng ghé ở trên Thượng Điền đây. Em ghé em cũng thăm cô đẹp ha. Cô thì giống như là mình bị bu cổ vậy anh chị. Hiện tại thì bây giờ cô sống neo đơn chỉ có một mình thôi. Hàng ngày thì giống như là mình cũng đi chuốc cọng dừa đó. Hoặc là mình đi làm những công việc khác để có thêm thu nhập. Nhưng mà lúc này thì cọng dừa nó không có, thì bây giờ thì cũng hơi khó khăn ha. Thì em mời anh chị mình sẽ vào bên trong mình tham quan nhà của cô đẹp nha. Cô là tên đẹp, Nguyễn Thị Đẹp. Nguyễn Thị Đẹp năm hả? Năm nay 64 tuổi. À. Cô Hợi. Dạ, cô sống ở đây có một mình luôn hả cô? Sống có một mình nè. Dạ. Là nhà này là nhà người ta cho. Còn cái đất này là của ai cô? Đất của bà chị thứ ba cho đất nhà ở. À. Chứ không có gì khám hết. Bà người quên cho. Dạ. Vậy là hàng ngày rồi cô làm công việc gì để sống cô? Có khi đốt lá dừa. Dạ. Khi đốt lá chuối cũng có, mà khi đốt cọng dừa cũng có. Dạ. Mà ai cho nhiều giấc mấy, giờ không có thì ngồi sống thôi. Dạ. Có gì mà ăn. Như cô bị bú cổ này bao lâu rồi hả cô? Mấy chục năm nay rồi. Như uống thuốc là nó không có sẹp mà sao nó càng ngày càng nổi lên hả cô? Không có uống thuốc, đi nhà thương tị mà mấy chú mấy cô nó hơi giờ mổ không được, để sống ngày nào hơi ngày nấy. Cũng như là mổ không được là khỏi nhà thương là chết thôi. Mấy cô mấy chú nói vậy, giờ để về nhà sống ngày nào hơi ngày nấy. Dạ. Lúc trước là nó nhỏ hôm hay là nó như vậy luôn hả cô? Nó hồi nhỏ thì nó có một chút, mà giờ lớn nó bự vậy á. Dạ. Vậy là càng ngày nó càng bự vậy hả cô? Càng ngày nó càng bự lên. Dạ. Như vậy rồi cô có cảm thấy nó ngột ngạt, mình khó thở luôn cô? Bằng đêm nó mệt đi lắm, bằng thi bằng đêm có khi bằng đêm nó không có mệt, thi đêm mệt đi lắm. Dạ. Phải mua thuốc ăn sau á. Dạ. Nó khỏe lại một chút. Dạ. Giống như dạng mình uống thuốc khỏe hả cô? Dạ. Thì vậy nước sôi á. Dạ. Nước sôi á. Dạ. 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 Cô cho con xin phép cô cho con vào thăm nhà tí xíu nha. Dạ. Dạ. Dạ cô đi cùng đi cô. Dạ. Cái cửa sao cô mở lớn rồi cô? Cửa này nó hơi mở, khi người ta làm cũng làm được. Dạ. Nó hư hết tay chốt luôn. Dạ. Ở nhà tối dữ ha, có bóng đèn trên hả cô? Có bóng đèn ở trên với ngoài sân có một cái thôi. Dạ. Tại nhớ có một cái mà hư rồi. Ở đây thì ở đây bàn thờ là của chú hả cô? Dạ, bàn thờ của chú với bàn thờ của bà mẹ Văn Âm. Dạ. Đây con để cái cột điện thấp quá. Dạ. Không có, nhưng mà dây thì có buộc dây đâu cũng được. Dạ. Chứ không biết làm á. Dạ. Cô nấu nồi cơm điện đây hả? Dạ, nấu nồi cơm điện, mua cái nồi cơm điện là 350. Dạ. Cô cũng như là cô có tổng cộng là bao nhiêu người con cô? Hai người, bây giờ cũng như không có đứa nào hết, sao kỳ vậy cô? Nó đi theo chồng nó hết rồi, còn đứa kia đi 4-5 năm nó mới về. Chết hay sống không biết. Sao mà đi lạc ra sao cô? Nó đẻ đứa con tôi nuôi nó rồi, con nó tôi gầy nó giận nó đi bỏ nhà nó đi luôn. Dạ. Tôi nuôi cháu ngoại nó chết rồi. Vậy là bé mất luôn hả? Dạ, cháu ngoại chết 5 tuổi rồi. Dạ. Còn thấy có hình đây hả cô hả? Dạ không có hình nó ở đây. Hình mấy này là hai đứa cháu ngoại. Bé này là con lớn. Dạ. Con nhỏ này nhỏ thứ hai, nhỏ thứ hai giờ cho chị hai cũng không có đứa nào luôn. Dạ. Vậy thấy việc cô chơi không có miếng nào á. Cái dân. Dạ. Bên trong tí xíu nha con. Dạ. Đi lại đi. Nó khổ cô chết. Cô bước vô được. Này nó gió cũng vừa mà hên không có chứ. Dạ. Thảm mới gió sáng hết rồi chứ. Người ta cũng cho mới cho được cái giường đó. Chú thảm về cho đó, nãy mới đi lên đó. Dạ. Chú về chú cho rồi lấy tiền nó mua. Dạ. Ở đây là bếp cô nấu bếp bếp củi hả? Nấu củi gì? Nấu bếp củi. Dạ. Nước uống với làm đồ ăn. Dạ. Mình cơm mình nấu cơm điện. Còn nhà tắm là ở đây. Nhà tắm là mấy chú ở trên xã. Hầm cầu luôn đó. Dạ. Hầm cầu người ta cho không được hầm cầu luôn. Dạ. Hầm cầu phát mà đều có cầu quỷ hoại mà lắp dưới này rồi. Dạ. Ở đây thì có cái bếp củi hơn sao anh chị ha? Bếp củi. Cái máy này thấp dữ hả cô? Dạ.
không có cây hướng người ta làm gì. Dạ. Vậy là đất mình là chỉ có tới đây thôi. Không có đất nhà đó mà cho dạ. Có miếng nào á. Có mảnh đời nó thôi chứ tôi đâu có đất nhiều. Cho miếng nào cái nhà không à. Dạ. Mà nhà không có gì tên á. Dạ. Không có gì sao đâu, khi nào đói quá thì tôi cho bạn ít gạo gạo vậy. Dạ. Tôi chị nói chứ tôi cũng đói thấy mồ chứ. Dạ. Có mà điều nhờ mấy đứa con, lâu lâu nó có chồng có vợ xa, lâu lâu nó về vậy. Dạ. Dạ. TV đó là cho. Dạ. Hết rồi mà hát hết được rồi, bỏ ra luôn là mấy tháng rồi. Dạ. Vậy rồi bây giờ thì mình cuộc sống bây giờ một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền cô? Thì không có ngàn nào luôn. Sao kỳ vậy? Mình không có làm gì đâu ra tiền. Dạ. Có khi vớt con vườn một ngày được 5-10 ngàn. Dạ. Còn giờ có thì vớt, không có thì thôi. Dạ. Dạ. Sao mình không kiếm thêm công việc gì mình làm hả cô? Không có việc gì đâu mình làm. Dạ. Dạ, thì có làm gì đâu. Dạ. Lâu lâu rồi con gái có về thăm cô không cô? Dạ không có về luôn. À sao kỳ vậy? Ai biết nó. Nó có chồng rồi, cho nó còn có chút bây giờ nó đâu có về đâu. Dạ. À kiểu như là cô cho cô nó sanh ra rồi cô cho chị ngay từ nhỏ hả cô? Sao mà mình cho vậy cô? Vậy hồi đó còn nhỏ. Cũng như là cũng như là mình lúc đó là không khả năng nuôi hay sao cô? Dạ, không có khả năng nuôi nó thì cho nó. Dạ. Cho không việc gì chỉ thứ hai á. Dạ. Rồi giờ lớn nó mới về tới. Dạ. Dạ. Rồi hồi nào giờ có ai mà giống như con đến ghé thăm cô không cô? Có hai chú bà ẩm đó. Dạ. Ghé rồi có cho quà đồ cho tiền rồi mình không cho. Cho được tiểu rồi mấy lúc trước thì chú về với cho tiền thêm ăn mặn. Dạ. Rồi khúc này rồi chú ơi chứ thăm ai bệnh á. Dạ. Thì chú về chứ thế em nó khỏe không? Dạ. Chú ghé ăn hồi chú về. Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày rồi mỗi lần á mà đi chuốt cộng dừa vậy thì cộng dừa ở đâu mình có để mình chuốt không? Ai đốn thì cho à, dớt cũng có rồi thôi giờ sao giờ. À cũng như là người ta đốn sẵn hả? Người ta đốn sẵn người ta cho mình kêu mình thì lại người ta dớt cũng có rồi thôi. Dạ. Còn lá chuối là cũng đất của chị của cô chồng rồi cô gấp hay là sao cô? Vườn của người ta gấp. Gấp thì người ta cho. Người ta cô? Cho không? Người ta không cho, người ta gậy đi ai có gì. Dạ. Rồi thấy thì đi bẻ lá chuối. Xong mình không đi xin trước, mình ví dụ như mình xin hỏi thăm người ta trước. Xin người ta không cho. Dạ. Người ta nói hơi chuối. Dạ. Nhiều vườn gấp thì người ta không cho thì mình đi ra. Dạ. Dạ. Vậy rồi cái bú cổ của cô á bị như vậy rồi mình có cách nào để mình trị không cô? Đâu biết được, giờ đâu biết được. Giờ lâu lâu cô có đi khám bệnh được không? Không có gì, cái mưa là chợ mua thuốc nhất, cái mua thuốc nhất uống. Mệt cái mua thuốc mệt uống. Dạ. Mua 5-10 ngàn lấy tiền chú cho cái mua. Dạ. Uống nhiều. Giờ ở đây rồi lâu lâu rồi có ở phường ở xã đồ có đến hỗ trợ mình thêm gì không cô? Không có. Có lâu lâu thì 4-5 tháng cho gạo, cho đường, nước tương, mì tôm. Dạ. Như nhà nước có hỗ trợ như là tiền đó. Tiền gì không cô? Có mấy tháng trước là nhà nước có cho được 800 dịch với quýt cái gì á. Dạ. Cho được 800. Dạ. Ai cũng vậy hết. Dạ. Rồi lúc trước là mình đi chuốt cộng dừa vậy thì một ngày mình thu nhập được bao nhiêu tiền cô? Khi hai bữa thì được 30 ngàn, 40 ngàn cũng có tùy theo tùy mưa. Dạ. Nắng hay giúp ngày kìa được 2 ký. Giờ tối giấc lại phơi dữ bác. Dạ. Cô như cô thì bây giờ thì mình đi bán thêm vé số được cũng được vậy cô? Không biết chữ cái gì bán. Không biết chữ nhưng mà mình biết tiền. Mình biết số cái cô, ví dụ như là tờ giấy số 10 ngàn thì mình biết bao nhiêu tờ thì mình lấy bao nhiêu tiền thôi cô. Dạ. Biết số mà không biết túng đồ này kia. Đâu có mình bán mà người ta trúng thì chuyện của người ta. Dạ, ví dụ trúng mình đừng có đầu lắm. Rồi khổ lắm. Dạ. Ví dụ như vé số thì mình đi bán chút chút, ví dụ như ngày mình bán khoảng chừng vài chục tờ thì mình cũng có được vài chục ngàn rồi. Nó cũng đỡ.
Để đi bẻ bắp chuối rồi lâu lâu chừng tháng nửa tháng thì đi bẻ bán được 20.000 bắp chuối và 30.000. Dạ. Cô bẻ gì đâu có đủ sống đâu, ví dụ như cô bán thêm cái gì đó, ví dụ như là cô có tiền đồng ra đồng vô cô xài hàng ngày á. Ví dụ như bán vé số 50 tờ thì cô cũng được 50.000, ví dụ cô mua thêm thịt cá gì đó cô ăn cũng được. Chứ cô gặp bá chuối vậy 5-10 bữa cô bán được có 20.000 sao cô sống. Nhiều khi cô giàu người ta la nữa. Dạ. Dạ. Chứ mình đi mà gặp của người ta hoài vậy nhiều khi người ta gầy. Dạ, người ta gầy mình. Dạ. Bên ấy gặp hoài hơi chuối. Dạ. Dạ đúng rồi cô, tại vì cây chuối, cái tàu lá chuối của người ta mình lại mình trọc thì dạ, đi la là cũng đúng. Mất sức. Dạ, và nên ví dụ như cô đi bán vé số thêm cũng được á cô, con nghĩ là cô bán thêm cái đó là cô được á. Cô chịu đi bán vé số không? Đâu có biết được đâu bán. Thì cô đi vòng vòng. Nào giờ có đẻ có bán miếng nào đâu biết. Dạ. Chưa bán một tờ nào hết tên. Dạ. Dạ. Tại vì cô biết sao không nói mà giờ hàng ngày thì mình không có thu nhập á, thì nhiều khi nó chứ giờ ăn uống đồ nó khó khăn với mình lắm á. Yeah. Con thấy ở Bến Tre mình thì tuy gần là gạo là mình ăn không có hết nè, tại vì mạnh thường quân đồ với nhiều người ta giúp gạo thì ăn. Yeah. Chắc con nghĩ chắc nhiều hả cô ha, nhiều ha, gạo với mì ăn đủ. Dạ. Thì tháng này ăn hết ba rồi tới tháng khác phải nhận. Dạ. Yeah. Chủ yếu là quan trọng là tiền để mình mua cá mua thịt rồi ví dụ như khi mình đau. Ví dụ như mình đau nhất gì đó mình cũng có tiền mình mua thuốc mình uống nữa cô. Dạ. Y vậy đó. Dạ. Dạ. Chứ giờ cô gọc vậy là đâu có tiền đâu. Ví dụ như cô bệnh hoạn đâu có tiền đâu mua thuốc uống. Xách giấy lên xã là đi xa đi bộ xa gì cũng nổi. Đi bộ đi nổi rồi gì cũng nổi. Dạ. Đi lên tỉnh xa. Cũng như là cái tới mùa nào mình mới có cái cọng dừa để mình làm cô. Cũng như là mình chưa cọng dừa. Người ta đớn người ta cho hồi nào chứ không mấy. À cũng như là có suốt nhưng mà ví dụ như là người ta đốn người ta cho mình mới có được, còn không có ngồi hoài gì. Dạ. Nào ngồi cũng có quèo à, con thấy cái cục này đi chắc nặng dữ hả cô ha, nặng nó rồng nó mặn. Dạ. Còn mình gấp cái dừa gì nó mệt mình dục dao xuống. Dạ. Dục dao xuống ngồi đó hoài đó. Dạ. Hết mệt nó vô. Dạ. Rồi cái cục này thì ngày xưa hồi nhỏ rồi hồi lúc mà nó hơi cô có đi khám bệnh rồi không cô? Đi khám người xe về tới nhà ông không cho mổ, ông thôi chết không cho mổ. À, ông người để gì hoài. À là chú hả cô? Chú. Dạ. Không cho mổ hay ông sao không cô? Không cho mổ, ông nó chết mổ là chết không cho mổ. Dạ. Dạ. Còn chú ở vậy? Nhà thì mất nay lâu chưa cô? À, không biết mấy năm. À là mất mới đây hay là mất lâu rồi. Mấy. Dạ. Năm rồi. Dạ. À. Còn là hai người con của cô nay là lớn dữ không? Đứa ba mấy đứa bốn mấy. À. Đứa tuổi hàng tí nữa cho nhậu. Dạ. Ừ. Vậy là cũng không có về thăm cô luôn. Không có, cho hồi nhỏ thì cho nó rồi. Dạ. Nó đâu có về mình đâu. Nhưng mà lâu lâu thì cũng phải tình mẫu tử rồi mới về thăm. Nên mẹ không chứ. Không có về luôn nữa. Dạ. Tết con không có về. Dạ. Luôn. Vậy dạ. Cô ở con mình con thấy buồn thấy mồ. Thì buồn có vô đó bắt lên nghe. À. Nghe đại hết thanh đó. Dạ. Bài hát nhạc. Dạ. Đó tới nghe bậy bậy ngồi. Dạ. Ngủ. Dạ. Còn người chị bên đây cô lâu lâu cũng chắc cũng cho đồ ăn đồ uống cho cô hả cô? Bà không có cho mà bên đây cháu ở nhà nhỏ cháu kìa, nó đi mần ngày nào nó mần về là họ ăn rồi nó còn đó. Dạ. Cái đem về nó cho cái nào ngon thì nó cho miếng. Dạ. Còn nào dở thì đổ cho chó nó ăn. Dạ. À, vậy á. À. Bởi thấy cô thấy thì bây giờ nếu mà mình không có làm gì thì thấy kinh tế bây giờ là khó khăn lắm á cô. Dạ, đúng rồi. Nhiều khi con nói cô vậy thì mạnh thường quân thì người ta cũng muốn giúp mình phần nào thôi chứ. Dạ. Cũng không thể nào mà giúp mình được nhiều nữa cô. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì vợ chồng con sẵn tiện đường thì ghé thăm cô. Dạ. Thì con cũng gửi cho cô là một số tiền là của Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì 500 á, là của chị Oanh ở Mỹ. Dạ. Và còn 500 á, thì của gia đình họ Trịnh. Dạ. Cũng ở Mỹ luôn. Ừ. Dạ thì con cũng xin gửi cho cô nặng như là cô mua đồ ăn hay đồ uống gì đó hoặc là cô có thể là muốn bán vé số thì cô cũng có số tiền. Dạ. Thì cô đặng cô lấy đặng cô bán. Dạ. Nhưng mà con nghĩ chắc nếu mà cô đi bán chắc cái này nó nặng quá đi chắc không nổi hả cô? Dạ. Dạ. Thì thôi thì như là cái phí này thì thôi để mình
mua mắm, mua cá, mua thịt, đồ ăn ha cô ha. Dạ. Thì tụi con đến thì chủ yếu là của ít lòng nhiều đến thăm gia đình thôi, chứ giờ con cũng không có, thí dụ như nếu mà cô có công việc gì làm thì con có thể giúp công việc gì cô làm nó nhiều nhiều một xíu, còn ví dụ như giúp cái phần này thì tụi con chỉ có giúp một phần nhỏ vậy thôi để cô có tiền để mình mua cá, mua thức ăn rồi hả cô ha. Dạ. Dạ. Con cũng xin gửi cho cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Cảm ơn. Tiền này là của Mạnh Thường Quân, tiền của Mạnh Thường Quân chứ không phải tiền của tụi con. Dạ. Dạ. Thì nhân đây thì em cũng thông báo là số tiền của Mạnh Thường Quân là gia đình họ Trịnh á là còn lại là 7.065.000. Thì em sử dụng á là 500.000 gửi cho cô Điệp, thì gửi cho cô Đẹp thì là còn lại là 6.565.000 ha anh chị. Còn về phần tiền của Mạnh Thường Quân là chị Quanh thì còn lại là 500 đô Mỹ. Và hồi nãy là còn lại là tiền Việt là 2.782.000, thì em sử dụng là 500.000 thì sẽ còn là 2.282.000 và 500 đô Mỹ ha anh chị. Con cũng chúc cô có nhiều sức khỏe ha cô ha. Cô cũng gắng làm đi cô, nói chứ giờ nếu mà mình không có việc làm thì con thấy là cũng sống nó cũng hơi vất vả khó khăn đó cô. Mình gắng mình kiếm việc gì làm thêm ha cô ha. Dạ chứ mà bây giờ dạ. Dạ cảm ơn cô chú về nói với cô. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Thì con đến thăm cô chút xíu vậy thôi thì vợ chồng con cũng sẽ đi về ha. Thì con cũng mong cô có sức khỏe nè để cô có thể cô đi làm thêm để có thể là mình có thêm thu nhập để mình có tiền để mình sinh sống cho thoải mái xíu hả cô. Dạ. Con cũng chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Chúc cô sức khỏe, nhiều sức khỏe. Dạ. Con chúc về khỏe nha. Dạ. Thì em đến thăm cô Đẹp thì bây giờ chắc em sẽ về thôi anh chị. Thì video của em sẽ tạm dừng tại đây nha. Em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng em đến thăm, đến giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Bến Tre. Thì em xin chào anh chị và các bạn. Dạ.